ăn no con lại tiếp nó vào lòng, con lại tiếp nó vào lòng. Cờ lâu cắt cử nhau xong ấy cái loại cáo bà con à. Mình béo lúc na lúc nít, mình phải trâu chừng chân thả khắp cánh đồng trên. Để Tết này bán có thu nhập thêm, rồi tôi mua sắm TV tủ lạnh cho bà nhé. Vâng, thế ông mua TV tủ lạnh cho tôi ông nhá. Vâng, tôi không mua TV tủ lạnh cho bà, thì tôi mua TV tủ lạnh cho bà hàng xóm hay sao? Này này, nhưng mà bà phải canh chừng cái lũ cáo đi nhá. Vâng, canh chừng cẩn thận đấy ông ạ. Lũ cáo bà đầu này tôi đầu kia nhá. Vâng, ông ra đằng kia nhá, tôi đằng này nhá, canh chừng cẩn thận nhá. Lắm cáo lắm đấy ông ạ. Rồi, tôi biết rồi. Quay lại ông ra đằng kia. Thôi, thôi. Đây. Đấy, cẩn thận đấy. Có gì bà cứ kêu gọi anh. Đấy, đấy. 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 Đấy.